Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên sóng truyền hình do Sở Giáo dục Đào tạo Long An kết hợp với Đài truyền phát thanh truyền hình Long An thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề về kiến thức hóa học lớp 12, đó là ôn tập kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Lê Trần Quốc Tuấn, giáo viên trường Trung học Phổ thông Tân An. Và sau đây chúng ta đi vào các nội dung của bài. Đầu tiên là vị trí trong bảng tuần hoàn. Ở đây, thầy giới thiệu cho chúng ta vị trí của các nguyên tố nhóm 1A và nhóm 2A. Trong nhóm 1A, hydro không phải là kim loại, nên ở đây chúng ta sẽ không xét. Các nguyên tố còn lại, từ liti đến franxi, đó là những kim loại kiềm. Các nguyên tố nhóm 2A, từ beri đến radi, là những nguyên tố kim loại kiềm thổ. Chúng ta chú ý hai nguyên tố franxi và radi. Đây là hai nguyên tố phóng xạ, do vậy, từ đây về sau, trong các cái bài tập cũng như là các cái phần lý thuyết, chúng ta sẽ không khảo sát đến nó nữa. Cấu hình E trong chung của các nguyên tử kim loại kiềm sẽ là NS1 và tương ứng đối với kim loại kiềm thổ sẽ là NS2. Về tính chất vật lý, các kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ đều là những kim loại có màu trắng bạc, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Các tính chất khác về mạng tinh thể thì tất cả các kim loại kiềm đều có mạng tinh thể là phương tâm khối. Đối với kim loại kiềm thổ thì nó có đầy đủ cả ba kiểu mạng, như beri và magie là kiểu mạng lục phương, canxi và stronti là lập phương tâm diện, và bari là lập phương tâm khối. Về nhiệt độ nóng chảy, do có cùng kiểu mạng nên các nguyên tố kim loại kiềm nó sẽ có nhiệt độ nóng chảy biến thiên theo quy luật, đó là từ li ti đến cc nó sẽ là giảm dần. Còn đối với các kim loại kiềm thổ thì nhiệt độ nóng chảy này sẽ biến đổi không theo quy luật. Chúng ta xem nha. Như vậy nó tăng giảm không theo quy luật. Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm nhìn chung là thấp. Các kim loại kiềm thổ tương đối thấp. Về khối lượng riêng, các kim loại kiềm đều có khối lượng riêng nhỏ, trong đó liti là kim loại nhẹ nhất. Với kim loại kiềm thổ thì khối lượng riêng của chúng tương đối thấp. Về tính cứng, độ cứng của các kim loại kiềm đều thấp. Đối với các kim loại kiềm, chúng ta có thể dễ dàng cắt được nó bằng dao, trong đó cc là kim loại mềm nhất. Độ cứng của các kim loại kiềm thổ cũng tương đối thấp. Chúng ta sang phần 3, tính chất hóa học. Đối với kim loại kiềm và kiềm thổ đều có tính khử. Như vậy thì kim loại kiềm có tính khử rất là mạnh, và tính khử này tăng dần từ li ti đến cc. Trong các phản hóa học, kim loại kiềm nhường đi một e để tạo thành ion M1+. Đối với kim loại kiềm thổ thì chúng đều là những kim loại có tính khử mạnh, và tính khử này tăng dần từ beri đến bari. Trong các phản ứng, nó nhường 2E để tạo thành ion M2+. Chúng ta đi vào các tính chất cụ thể. Đầu tiên là khả năng tác dụng phi kim. Các kim loại kiềm đều khử dễ dàng nhiều phi kim, ví dụ như là natri tác dụng oxy. Kim loại kiềm thổ có thể khử được nhiều phi kim. Và ở đây, chúng ta có phản ứng của canxi với oxy cũng xảy ra ở nhiệt độ thường. Tác dụng với axit, chúng ta khảo sát hai axit, đó là axit chloric và axit sulfuric loãng. Thì các kim loại kiềm và kiềm thổ đều có khả năng tác dụng với các axit này, tạo muối và giải phóng khí hydro. Chúng ta chú ý, ở đây, hệ số khí hydro là N/2. Với N là hóa trị của kim loại, thì N/2 chính là hệ số của hydro ứng với một nguyên tử kim loại tham gia phản ứng. Natri tác dụng axit chloric. Như vậy thì đối với natri là hóa trị 1, như vậy hệ số hydro tương ứng sẽ là 1/2. Magie tác dụng với axit chloric. Thì ở đây magie là kim loại hóa trị 2, như vậy tương ứng hệ số của hydro sẽ là 2/2.
mà 2 chia 2 chúng ta sẽ đơn giản thành 1. Về tác dụng với nước, ở đây chúng ta chỉ xét khả năng tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Đối với các kim loại kiềm thì chúng dễ dàng khử nước và giải phóng khí hydro. Chúng ta có ví dụ phản ứng của natri với nước. Và chúng ta để ý hệ số của hydro ở đây ứng với một nguyên tử natri vẫn là 1/2. Đối với các kim loại kiềm thổ thì khả năng phản ứng với nước của chúng tăng dần từ bari đến bari. Đối với bari là nó không phản ứng. Magie khử chậm, canxi, strontium và bari khử mạnh và giải phóng khí hydro. Ta có phương trình phản ứng của canxi với nước. Và chúng ta chú ý hệ số của hydro ở đây sẽ là 2 chia 2 ứng với 1. Chúng ta sang phần điều chế. Thì kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ đều là những kim loại có tính khử rất là mạnh. Như vậy, ngược lại thì ion của nó sẽ có tính oxy hóa rất là yếu. Như vậy, phương pháp điều chế kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ thì chúng ta chỉ có thể sử dụng phương pháp điện phân nóng chảy mà thôi. Ở đây thông thường người ta sẽ điện phân nóng chảy các cái muối cloro của chúng. Ta ví dụ điện phân nóng chảy natri cloro để thu được natri và canxi cloro để thu được canxi. Chúng ta sang phần tiếp theo về các hợp chất quan trọng. Trong phần hợp chất quan trọng này, các hợp chất quan trọng nó sẽ có rất là nhiều cái tính chất, nhưng ở đây thầy chỉ hệ thống lại những tính chất quan trọng để mà chúng ta có thể nắm vững và chúng ta giải quyết các yêu cầu. Đầu tiên, chúng ta đi vào phần 1, canxi hydroxide và natri hydroxide. Thì hai hợp chất này là những hợp chất có tính bazơ rất là mạnh và nó có khả năng tác dụng với CO2. Trong phản với CO2, tùy theo cái tỷ lệ về số mol giữa các chất mà có thể thu được hai loại muối. Chúng ta xem nhé. Đầu tiên, natri hydroxide tác dụng với CO2 thu được natri hydrocarbonate. Và phản ứng thứ hai nó sẽ thu được là natri carbonate. Tương tự như vậy, đối với canxi hydroxide chúng ta sẽ thu được hai muối, đó là canxi hydrocarbonate và canxi carbonate. Vấn đề đặt ra ở đây là trong các bài tập làm sao chúng ta có thể xác định sản phẩm tạo thành là gì? Thì chúng ta sang phần tiếp theo. Cách xác định sản phẩm tạo thành. Để xác định sản phẩm tạo thành, đầu tiên chúng ta phải lập được tỷ lệ số mol của ion hóa trừ tham gia phản ứng và CO2. Như vậy đây là trục thể hiện giá trị của tỷ lệ T. Nếu như tỷ lệ T này bằng 1 thì nó sẽ tạo thành muối hydrocarbonate, và nếu bằng 2 thì nó sẽ tạo thành muối carbonate trung hòa. Còn nếu như tỷ lệ T này không bằng đúng 1 và 2 thì nếu như T nhỏ hơn 1 thì nó sẽ tạo ra muối hydrocarbonate, và trong trường hợp này chúng ta sẽ có CO2 dư. Đối với trường hợp mà T lớn hơn 2 thì chúng ta sẽ thu được muối carbonate trung hòa và ion OH trừ dư. Nếu như T nằm giữa 1 và 2 chúng ta sẽ thu được cả hai muối, và trong trường hợp thu được hai muối thì không có chất tham gia nào dư cả. Hợp chất thứ hai đó là natri hydrocarbonate. Về tính chất, chúng ta có hai tính chất mà cần quan tâm. Thứ nhất là tính kém bền nhiệt và thứ hai là tính lượng tính. Như vậy chúng ta xem lại các phản ứng. Các phản ứng này chúng ta đều đã được học. Hợp chất thứ ba là canxi carbonate. Về tính chất của nó, đầu tiên cũng là kém bền nhiệt, và thứ hai, một tính chất đó là nó có thể tan được trong nước, có hòa tan CO2. Chúng ta xem cái phản ứng kế bên. CO2 trong nước có thể hòa tan được CaCO3 và tạo thành muối canxi hydrocarbonate. Phản ứng này giải thích hiện tượng xâm thực đá vôi trong tự nhiên. Và đây là một phân thuận nghịch. Chúng ta thấy nó có chiều ngược lại, là từ muối canxi hydrocarbonate nó có thể tạo thành canxi carbonate, CO2 và nước. Thì phản ứng nghịch này giải thích cho hiện tượng tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi. Hợp chất thứ tư đó là canxi sunfat.
Thì canxi sunfat này hay người ta còn gọi là thạch cao. Ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái phân loại của nó. Canxi sunfat người ta chia thành 3 loại. Thứ nhất là canxi sunfat ngậm hai nước. Người ta còn gọi đây là thạch cao sống. Canxi sunfat ngậm một nước được gọi là thạch cao nung. Và canxi sunfat khang người ta gọi là thạch cao khang. Trong 3 loại này thì thạch cao nung người ta thường sử dụng để mà đúc tượng, bó bọc xương gãy, vân vân. Chúng ta sang phần tiếp theo, nước cứng. Đầu tiên, về định nghĩa và phân loại. Định nghĩa, nước cứng là nước có chứa nhiều ion canxi và ion magie. Và các ion này hòa tan trong nước ở dưới dạng các muối. Thì sau đây chúng ta qua phần phân loại. Như vậy, đầu tiên về ion dương thì trong nước cứng đều bắt buộc phải có chứa ion canxi và ion magie. Đối với nước cứng tạm thời thì cái ion âm sẽ là ion hydrocarbonate. Nước cứng vĩnh cửu sẽ là ion sunfat hoặc là ion chloro. Còn nước cứng toàn phần, thực chất đây là hỗn hợp của nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu. Do vậy, nó phải chứa ion hydrocarbonate và ion sunfat hoặc ion chloro. Về phương pháp làm mềm nước cứng, đầu tiên chúng ta xem nguyên tắc chung. Nguyên tắc chung để làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của ion canxi và ion magie. Chúng ta có hai phương pháp chính. Đầu tiên là phương pháp trao đổi ion. Phương pháp trao đổi ion là phương pháp người ta dùng các vật liệu polymer có khả năng trao đổi cation. Người ta còn gọi các vật liệu này là các nhựa cationite. Thì các nhựa cationite này nó sẽ trao đổi ion natri hoặc là ion H cộng với ion canxi và ion magie trong nước cứng. Phương pháp thứ hai là phương pháp kết tủa. Thì đối với nước cứng tạm thời thì đầu tiên người ta có thể sử dụng phương pháp đó là đun sôi nước. Phương pháp thứ hai là dùng hóa chất. Thì người ta có thể sử dụng các hóa chất như là canxi hydroxit vừa đủ hoặc là cam dịch bazơ mạnh như là NHCOH hoặc những cái muối như là natri carbonate và natri phosphate. Đối với nước cứng vĩnh cửu thì chúng ta chỉ có thể sử dụng dung dịch natri carbonate hoặc natri phosphate. Tương ứng như vậy, đối với nước cứng toàn phần chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng natri carbonate hoặc natri phosphate. Như vậy, chúng ta chú ý hai hóa chất natri carbonate và natri phosphate chúng ta có thể sử dụng làm mềm tất cả các loại nước cứng. Thì chúng ta đã hệ thống lại phần lý thuyết và sau đây chúng ta sẽ sang cái phần bài tập trắc nghiệm. Câu số 1. Các nguyên tố kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ lần lượt thuộc. Ở đây chúng ta có 4 lựa chọn. Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng chọn được đáp án là đáp án A. Kim loại kiềm thuộc nhóm 1A và kim loại kiềm thổ thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn. Chúng ta sang câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng? Chúng ta chú ý, ở đây người ta hỏi chúng ta là phát biểu đúng. A. Từ bari đến bari, nhiệt độ nóng chảy tăng dần. Như vậy trong nhóm 2A chúng ta đã học rồi. Nhiệt độ nóng chảy nó sẽ biến đổi không theo quy luật. Như vậy, đáp án A là đáp án sai. B. Các nguyên tố nhóm 1A đều là kim loại kiềm. Các nguyên tố nhóm 1A ở đây nó có anhydro. Thì hydro là nguyên tố phi kim, không phải là kim loại. Do vậy, đáp án B là sai. Đáp án C. Từ li ti đến cc, nhiệt độ nóng chảy giảm dần. Ý này là đúng. Và câu D. Kim loại kiềm có độ cứng cao hơn kim loại kiềm thổ. Chúng ta biết ý này là ý sai. Chúng ta sang câu 3. Cấu hình Ehlers trong lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là. Kim loại kiềm thổ là các nguyên tố kim loại nhóm 2A. Như vậy, cấu hình Ehlers trong lớp ngoài cùng của nó sẽ là NS2. Chúng ta chọn đáp án B. Câu số 4. Kim loại có tính khử yếu nhất trong nhóm kim loại kiềm.
Như vậy chúng ta chú ý, người ta hỏi chúng ta là tính khử yếu nhất. Trong nhóm kim loại kiềm từ li ti đến cc, tính khử tăng dần. Do vậy nguyên tố li ti đầu nhóm sẽ là có tính khử yếu nhất. Chúng ta chọn đáp án D. Câu số 5, phát biểu nào sau đây không đúng? Chúng ta chú ý, người ta yêu cầu chúng ta chọn phát biểu không đúng. Câu A, li ti là kim loại nhẹ nhất. Đúng. CC là kim loại mềm nhất. Đúng. Như vậy A đúng. Câu B, thạch cao sóng dùng để bó bột xương gãy, đúc tượng. Như vậy chúng ta biết cái ứng dụng này là của thạch cao nung chứ không phải là thạch cao sóng. Do vậy ý B là sai. Chúng ta chọn ý B. Thầy phân tích luôn ý C. Natri hydrocarbonate được dùng để chế thuốc đau dạ dày, thì đây là một ứng dụng của natri hydrocarbonate nhé. Câu D, bari không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. Ý này là đúng. Chúng ta sang câu 6. Phương trình hóa học nào sau đây có thể đồng thời giải thích hiện tượng xâm thực đá vôi và tạo thạch nhũ trong các hang động? Thì nãy thầy vừa có đề cập đối với chúng ta. Đó là đáp án A. Chúng ta sang câu 7. Một mẫu nước cứng có chứa canxi hydrocarbonate và magie sulfat làm mềm. Mẫu nước cứng này chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào? Thì đây chúng ta chú ý các cái muối hòa tan là muối canxi hydrocarbonate và muối magie sulfat. Như vậy về cái thành phần ion âm, nó chứa cả hai ion, đó là hydrocarbonate và sulfat. Như vậy đây là nước cứng toàn phần. Như vậy đối với nước cứng toàn phần thì chúng ta chỉ có thể sử dụng phương pháp đó là dùng dung dịch natri carbonate hoặc natri phosphat. Như vậy đáp án đúng ở đây phải là đáp án D. Chúng ta qua câu 8, câu 9, câu 10. Thì đây là 3 câu hỏi trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và 2019. Câu 8. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch kali hydrocarbonate? Thì ở đây chúng ta dễ dàng chọn được, đó là đáp án C. Câu 9. Dung dịch natri carbonate tác dụng được với dung dịch. Thì ở đây trong 4 đáp án, chúng ta dễ dàng nhận thấy canxi cloro là hợp chất duy nhất có thể tác dụng với natri carbonate. Sản phẩm nó sẽ tạo thành là canxi carbonate kết tủa. Câu số 10. Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được canxi carbonate? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng dễ dàng chọn được, đó là đáp án A. Chúng ta qua câu tiếp theo. Câu 11. Trong các hợp chất, người ta yêu cầu chúng ta tìm ra muối nào là muối kém bền nhiệt. Như vậy thì trong cái phần hệ thống lý thuyết ở bên trên, thầy cũng đã giới thiệu hai cái phản ứng. Thứ nhất, đó là phản ứng nhiệt phân muối canxi carbonate. Và thứ hai đó là natri hydrocarbonate. Chúng ta có hai cái phản ứng nhiệt phân. Như vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án B. Câu 12. Đây là hai câu được trích từ đề minh họa năm 2020. Câu 12, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy chỉ có thể là natri. Câu 13. Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng? Như vậy rất dễ. Chúng ta chọn ngay đáp án, đó là đáp án A. Chúng ta sang câu 14. Cho các mệnh đề sau về kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ. Và người ta yêu cầu chúng ta xác định đâu là mệnh đề đúng. Chúng ta xét từ mệnh đề. Câu 1. Đều là các kim loại nhẹ, có màu trắng bạc, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Đây là ý đúng. 2. Có khả năng lần lượt nhường 1 hoặc 2 electron trong các phản ứng hóa học. Kim loại kiềm nhường 1 và kim loại kiềm thổ nhường 2. Đây là ý đúng. Ý 3. Đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường. Chúng ta biết rằng bari không tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường. Như vậy ý 3 là sai.
Ý 4, đều có tính khử mạnh, khử được nhiều phi kim. Ý này là đúng. Ý 5, chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Ý này cũng đúng. Như vậy trong 5 ý, chỉ có ý 3 sai. Chúng ta suy ra đáp án D là đúng. Câu 15, đây là một bài toán. Cho 11,7 gram kim loại kiềm R tác dụng hết với nước, thu được 3,36 lít hydro ở điều kiện chuẩn. Người ta yêu cầu chúng ta xác định kim loại R này là kim loại gì. Chúng ta đi phần hướng dẫn giải. Đầu tiên chúng ta tính số mol hydro là 0,15 mol. Ở đây thầy tính nhanh thì chúng ta biết rằng số mol hydro sẽ được tính bằng thể tích chia 2,4 lít. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ không viết cả phương trình mà chúng ta chỉ cần quan tâm một nguyên tử kim loại kiềm R này tạo thành bao nhiêu hydro. Và chúng ta biết rằng hệ số tương ứng sẽ là lấy hóa trị kim loại chia cho 2. Như vậy hệ số hydro ở đây sẽ là 1/2. Số mol hydro là 0,15. Chúng ta dễ dàng suy ra số mol của R là 0,3 mol. Từ đây chúng ta tìm cái khối lượng mol của R sẽ bằng khối lượng chia số mol bằng 39. Như vậy chúng ta suy ra đáp án C, đó chính là kali. Chúng ta sang câu 16. Người ta điều chế magie bằng cách điện phân magie cloro nóng chảy. Biết hiệu suất quá trình là 80%, khối lượng magie thu được từ 47,5 gam magie cloro là. Về cách giải bài này thì chúng ta lưu ý, đầu tiên chúng ta sẽ viết phương trình hoặc quá trình điện phân. Và chúng ta sẽ sử dụng phương pháp lập tỷ lệ. Như vậy ở đây thầy thể hiện 95 và 24 là khối lượng mol của magie cloro và magie. Như vậy, từ 47,5 gam magie cloro, đề bài yêu cầu mình tìm khối lượng magie thu được. Chúng ta chú ý, ở đây hiệu suất của phản ứng chỉ là 80%. Như vậy chúng ta có thể hiểu lượng phản ứng chỉ bằng 80% so với lượng đề bài cho. Như vậy thì lượng phản ứng cụ thể trong bài này sẽ là 47,5 nhân cho 80%. Từ đây chúng ta có các cái tỷ lệ này bằng nhau. Và từ cái phương trình này chúng ta dễ dàng tính được khối lượng magie thu được là 9,6 gram. Suy ra chúng ta chọn đáp án A. Câu 17. Cho 17,2 gram hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ liên tiếp nhau trong nhóm, tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít hydro ở điều kiện chuẩn và m gram hỗn hợp muối. Như vậy người ta yêu cầu chúng ta xác định hai kim loại này là. Chúng ta chú ý ở đây là hai kim loại liên tiếp nhau trong nhóm. Thì như vậy thì đối với những cái bài mà hai kim loại liên tiếp nhau trong nhóm, chúng ta xem hỗn hợp hai kim loại này là một kim loại duy nhất và chúng ta làm việc với kim loại này. Như vậy đầu tiên chúng ta tính số mol hydro. Chúng ta gọi R là hỗn hợp kim loại này. Và R này sẽ mang đặc tính chung của hai kim loại, đó là mang hóa trị 2. Như vậy chúng ta có quá trình R tạo thành hydro. Như vậy do R hóa trị 2 nên hệ số của hydro tương ứng sẽ là 2 chia 2. Chúng ta đơn giản thành 1. Số mol hydro là 0,25. Chúng ta suy ra số mol của hỗn hợp sẽ là 0,25. Và từ đây chúng ta tìm được khối lượng mol trung bình của hỗn hợp sẽ là 17,2 chia 0,25 bằng 68,8. Do đây là hai kim loại liên tiếp nên khối lượng mol trung bình nó sẽ nằm giữa khối lượng mol của hai kim loại thành phần. Như vậy chúng ta thấy rằng khối lượng mol trung bình này nằm giữa khối lượng mol của canxi và strontium. Và chúng ta sẽ chọn đáp án C là đáp án cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sang câu 18. Cho m gam hỗn hợp natri, magie, bari tác dụng hết với dung dịch axit sulfuric loãng dư thì thu được 42,7 gam hỗn hợp muối và 7,84 lít hydro ở điều kiện chuẩn. Xác định giá trị m.
Như vậy trong bài này người ta cho chúng ta hỗn hợp 3 kim loại và không cùng quá trị. Thì gặp những bài như thế này, chúng ta nên tìm các phương pháp bảo toàn để chúng ta giải. Đầu tiên, chúng ta có số mol hydro là 0,35 mol. Và ở đây, thầy sẽ coi như hỗn hợp này là một kim loại R. Và chúng ta sẽ có phương trình kim loại R tác dụng với axit sulfuric để tạo thành muối R sulfat và khí hydro. Chúng ta chú ý cách cân bằng nhé. Với số mol hydro là 0,35, chúng ta có thể suy ra được số mol của axit sulfuric là 0,35. Như vậy các em để ý, ở đây chúng ta có 4 chất mà chúng ta đã có thể tính được khối lượng của 3 chất, đó là khối lượng hỗn hợp muối, khối lượng hydro và khối lượng axit sulfuric. Như vậy từ đây chúng ta chỉ còn lại khối lượng của một chất, đó là R. Chúng ta áp dụng định luật bài toán khối lượng để tìm khối lượng của R. Và chúng ta suy ra khối lượng của R là 9,1 gam. Chúng ta chọn đáp án B. Chúng ta sang câu 19. Đây là một câu về bài toán CO2 tác dụng dịch kiềm. Cho 4,48 lít CO2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,25 mol canxi hydroxit, tính khối lượng kết tủa thu được. Như vậy ở đây, đầu tiên chúng ta tính số mol CO2 và số mol OH trừ. Lưu ý, số mol OH trừ ở đây nó sẽ bằng 2 lần số mol của canxi hydroxit. Sau đó chúng ta lập tỷ lệ số mol OH trừ chia số mol của CO2. Tỷ lệ này bằng 2,5. Tỷ lệ bằng 2,5 như vậy nó sẽ tạo thành là muối canxi carbonat kết tủa và có 3 giờ dư. Ta viết phương trình tạo thành muối canxi carbonat. Do ở đây 3 giờ dư nên chúng ta tính số mol muối sẽ dựa theo số mol chất hết, chính là số mol của CO2. Suy ra khối lượng kết tủa ở đây nó sẽ là 20 gram và chúng ta chọn đáp án A. Phần ôn tập về kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ của thầy đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các em và chúc các em học tốt.